Ok anh em, đây là một cái viên pin rất là đặc biệt ha. Nó là viên pin có dung lượng là 3850 mAh, và cái lõi pin nằm ở bên trong này nó là lõi của Mavic Mini 3 nha anh em. Và theo như hãng công bố, đối với Mavic Mini 3 thì với cái lõi pin 3850 mAh này, Mini 3 nó sẽ có được thời gian bay là 55 phút nha. Và bây giờ mình đã mang nó lên con Mavic Mini 2 và Mini SE ha anh em, để xem coi là con pin này với cục pin này dung lượng 3850 mAh lấy từ Mavic Mini 3 sẽ cho con Mavic Mini 2 và Mini SE được thời lượng bay là bao nhiêu ha anh em. Rồi, ok anh em dứt thôi. Rồi ok, chờ mình tí xíu để mình khởi động máy bay ha anh em. Thì sau khi nhận đủ điểm GPS thì mình sẽ bắt đầu cất cánh và bắt đầu đo cái thời gian bay ha. Chúng ta có được ha, dung lượng pin hiện tại là 99%, và chúng ta sẽ xem coi điện áp của pin. Điện áp của pin đang là 4,18, 4,16 ha. Nó hơi không đồng đều một tí nhưng mà không sao, đây là lần bay đầu tiên cho nên là nó sẽ hơi hơi lệch lệch một chút ha. Ok, 4,16, 4,18, nó là một cái pin dung lượng cao nhưng mà điện áp lại thấp nha anh em. Đó, dung lượng cao nhưng điện áp lại thấp, chứ nó không phải là cái pin mà dung lượng cao, điện áp cao nha, nó khác nha. Ok, điểm GPS đã có đủ để chúng ta có thể chơi rồi đó. Giờ mình cất cánh thôi. Không ngờ sẽ có một ngày là mình lại tiếp tục độ pin cho con Mavic Mini 2 và Mini SE nữa nè. Mình cứ nghĩ là nó đã kết thúc rồi. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ xem thời gian bay ước tính à, chúng ta sẽ xem coi thời gian bay ước tính của nó là bao nhiêu ha. Hiện giờ hiện tại nó chưa có thông báo. 48 phút. Wow, 49 phút. What the hell? 49 phút bay. Tin được không? 50 phút. What? Theo như Mavic Mini 3 nha, với cái xèo 3850 thì hãng công bố nó là 55 phút bay. Wow, bây giờ nó lên tới 50 phút bay, 51 phút bay luôn anh em. Có một điều mà mình muốn chia sẻ với anh em, đó là cái con máy hiện tại mình đang test là con DJI Mavic Mini SE nha anh em. Anh em coi nè, bao DJI Mavic Mini SE và phiên bản firmware của cái con máy bay là 0101.100 ha. Motor error không sao hết, không có gì hết, bình thường ha. Thì đây là một cái con Mavic Mini, nó khá là cũ rồi nha anh em, chứ không phải là một con máy bay mới đâu nha, nó cũng khá là cũ rồi. Nó cũ rồi, và những cái linh kiện của nó chắc chắn là nó sẽ không còn tốt nữa ha. Mà chính vì linh kiện không còn tốt, máy bay cũ mà thời lượng bay của nó nếu như đạt được khoảng, mình nói nha, đạt được khoảng 46 cho đến 47 phút bay thực tế, thì thật sự mà nói là nó là một con số không thể nào tưởng tượng được luôn anh em. Nó quá sức khủng khiếp, thời lượng bay nó quá dài, nó quá dữ luôn anh em. Mình rất là hy vọng là thời gian bay của nó sẽ đạt được khoảng 46 47 phút thực tế ha. Vì anh em biết là thời gian bay công bố là 50 phút hay là 55 phút gì đó, cái thời gian đó nó chả quan trọng gì đâu anh em, vì đó chỉ là một cái thời gian bay ước tính thôi. Còn thời gian bay thực tế nó sẽ khác xa rất là nhiều luôn, nó có thể chênh lệch tới 5 phút, 6 phút, 7 phút gì đó ha. Chứ nó không bao giờ mà đạt được giống như con số mà thời gian bay mình ước tính đâu. Đó, thành ra là bay mà được 46, 47 phút trong thực tế, phải nói thật sự là nó là một cái điều mà không thể nào tưởng tượng được anh em. Mavic Mini 2, Mini SE với viên pin độ theo cái cách từ trước tới giờ vẫn làm, đó là sử dụng lõi chính là Mavic E2S, dung lượng là 3580 mAh, thì chúng ta có được khoảng 40 phút bay thực tế nha, 40 phút bay thực tế và khoảng 45 phút bay ước tính.
Thì bây giờ tại thời điểm năm 2023 anh em nha, chúng ta có cái cell pin của Mavic Mini 3 với dung lượng là 3850 mAh. Wow, nó cho thời gian bay lên đến 55 phút ước tính. Và thực tế dự kiến và mong muốn kỳ vọng có được là 47 phút. Thì phải nói thật sự là nó quá tuyệt vời anh em. Với một thời lượng pin rất là dài, rất là dai, rất là trâu bò. Chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc với nó ha anh em. Chúng ta có thể quay phim, chụp ảnh này kia ha, vô cùng thoải mái luôn ha. Với thời lượng pin dài chúng ta sẽ không phải thay pin thường xuyên. Chúng ta sẽ rất là coi như là chúng ta sẽ sử dụng một pin mà chúng ta bay được rất là nhiều nơi, bay quay được rất là nhiều cảnh, chụp được rất là nhiều hình ha. Và có thể trụ lại ở một cái nơi nào đó để canh một cái sự kiện gì đó xảy ra và không cần phải thay pin lên xuống gì nữa ha. Chúng ta chỉ đơn giản gắn viên pin vào và chơi là hết buổi luôn anh em. Phải nói thật sự quá tuyệt vời. Và như các video quay về thời lượng pin, quay về test pin thì mình sẽ quay ngắt quãng ha anh em. Mình sẽ không quay phim màn hình liên tục. Vì nếu quay phim hình liên tục mà 46, 47 phút này thì chắc có lẽ là không thể nào đủ dung lượng bộ nhớ. Và anh em xem sẽ rất là mệt mỏi ha. Cho nên mình sẽ xin phép anh em mình tạm dừng video. Và đến khi nào cái viên pin nó gần cạn cạn thì mình sẽ quay lại với anh em ha. Rồi ok anh em. Những giây phút gần cuối cùng rồi anh em. Nhưng mà theo mình nghĩ chắc cũng còn lâu lắm ha. Nãy giờ mình bay quá trời lâu luôn rồi, bây giờ mình mệt quá mệt luôn rồi anh em. À, phải nói thật sự là công nhận là nó trâu bò không thể nào tưởng tượng được. Anh em coi nè, điện áp hiện tại là 3,36V ha. Và nhiệt độ của nó là 34 độ C ha. Cái cell pin này của Mavic Mini 3 nó rất là mát nha anh em. Phải nói là nó cực kỳ mát luôn ha. Và điện áp của nó thì xuống rất là thấp nha. Pin mát, điện áp xuống thấp. Và theo mình nghĩ là cái viên pin mà nó mát nó sẽ bền hơn, nó sẽ tốt hơn cái viên pin mà nó nóng ha anh em. Nó sẽ làm cho cái linh kiện chúng ta nó đỡ bị lão hóa, đỡ bị hư hại hơn ha. Thì phải nói là thật sự là không bao giờ nghĩ là sẽ làm thêm bất kỳ một cái clip nào về pin độ cho Mavic Mini 2 và Mini SE nữa. Tại vì mình thấy cái viên pin mà làm từ cái lõi mà Mavic E2S 3580 nó đã quá tốt rồi. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay thì mình có trên tay và sở hữu cái cell 3850 của Mavic Mini 3 ha. Nó thật sự là nó quá tuyệt vời luôn em. Nó quá tuyệt vời luôn. Cell pin nó rất là vừa vặn trong cái máy ha. Nó đảm bảo về thẩm mỹ nha. Như chuẩn như cái cell 3580 luôn nha. Chuẩn y như cell 3580 luôn mà dung lượng nó lại cao hơn rất là nhiều. Nhiệt độ của nó thì lại mát hơn rất là nhiều. Và thời gian bay của nó thì không thể nào tưởng tượng được luôn anh em. Thời gian bay của nó quá khủng khiếp. Và mình sẽ dừng lại ở 0% ha anh em. Mình sẽ dừng lại ở 0% mà mình sẽ không cho nó kéo dài hơn nữa nha. Dừng lại 0% thôi là được rồi. Thật ra là từ 0% máy vẫn có thể bay được thêm khoảng 5 phút nữa đó anh em. Có thể bay được 5 phút hoặc hơn nữa. Nhưng mà chúng ta nên dừng lại ở mức khoảng 0% thôi cho nó đảm bảo cái tính công bằng ha. Thì về pin zin, lần trước ở clip trước mình thử với viên pin zin thì cái con máy của mình nó bay được khoảng 28 phút từ 100% về 0% viên pin zin nha. Pin mà 2250 của Mavic Mini 2 á đó. Còn đây thì mình sẽ thử từ 100% về 0% với cái dung lượng là 3850 mAh. Và viên pin này thì có lẽ rằng mình sẽ không thương mại nó nha anh em. Mình chỉ để dùng và để mình test thôi. Mình sẽ không thương mại nó đâu. Vì thật sự là để làm được cái viên pin này nó khó lắm anh em. Nó không có cái nguyên liệu á. Cái cell pin 3850 của Mavic Mini 3 nó khá là đắt. À, và chưa kể là chúng ta cần phải tinh chỉnh mạch điện này nọ, nó cũng hơi cồng kềnh và phức tạp. Cho nên là việc thương mại nó cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Cho nên là tạm thời mình sẽ chưa có thương mại nó ha. Và anh em nào có nhu cầu muốn làm một viên pin như vậy thì có thể liên hệ với mình qua Facebook. Chúng ta có thể trao đổi với nhau và mình sẽ tìm cho anh em một cái giải pháp nào đó để anh em có thể sở hữu được viên pin này ha. Với thời lượng bay không thể nào tưởng tượng được luôn. Rất là dài. Dành cho những anh em thích chơi long range, bay đường xa 8, 9 cây số, 10 cây số gì đó, hay là những anh em chích thuốc máy bay
bay cao ha, 500m, 1000m, 2000m, thậm chí là 3000m, và những cái môn chơi mà anh em cần thời lượng pin dài ha, thì đây là một giải pháp phải nói là thật sự rất tuyệt vời luôn anh em nha. Giải pháp rất là tuyệt vời cho tới thời điểm hiện tại ha. Và bây giờ nó đang ép landing liên tục. Mình sẽ không cho nó landing mà mình sẽ kéo nó về ha. Bắt đầu ép landing rồi. Không phần trăm mình sẽ hạ hết anh em. Giờ mình sẽ cố gắng mình giữ nó để nó đạt tới mức 0%. 3% rồi anh em. Hai phần trăm rồi, sắp hạ được rồi. 2% rồi, nó muốn hạ luôn. Khó giữ nó thiệt. Nó bắt đầu thiếu ổn định ở cái mức điện áp này ha. 0%, 0% chưa. Mình phải cố đẩy cần để mình giữ độ cao nó ha anh em. Vẫn chưa 0% luôn, nó lì thật sự. 0% và tự hạ luôn rồi, yeah. Ok, nó hạ rồi ha anh em. 0%, nó tự hạ luôn ha. Và nó không tắt máy nha, cũng hay đó. Rồi bây giờ mình sẽ cùng xem thời gian bay có được là bao nhiêu nha. Ok, giây phút quyết định là đây. Giây phút quyết định là đây. Mó 44 phút bay. What? 44 phút bay. Chà 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 chà. 44 phút bay. Ok. Cảm ơn em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Viên pin nó mát lạnh luôn anh em, không có nóng một tí nào luôn, nó mát, rất là mát luôn, không có nóng luôn, thật sự là nó không có nóng luôn. À, một phần là do cái máy của mình nó trần ha, nó không có cái nắp cho nên là cái quạt của gió của nó quạt trực tiếp vào trong cái cell pin và làm cho cell pin nó rất là mát ha. Ok, đừng quên subscribe nhé.